Cô xin chào các bạn học sinh lớp 6 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đồng hành trong cái môn khoa học tự nhiên lớp 6. Trước khi đi vào nội dung cụ thể của cái môn khoa học tự nhiên lớp 6, thì cô thông qua một số vấn đề như các em sẽ chuẩn bị cho cô hai quyển sách là một quyển sách bài học và một quyển sách bài tập, hai quyển tập, một quyển tập để ghi cái nội dung các em học ở trên lớp cũng như là học online, và quyển tập còn lại thì các em sẽ làm bài tập ở nhà. Vậy các em, cái quyển tập mà ghi cái nội dung học online hoặc là học trực tiếp trên lớp thì các em ghi như thế nào? Cái nội dung ghi bài như sau. Đầu tiên là các em phải ghi cho cô cái tựa bài. Tiếp theo là các em phải ghi cho cô những cái tiêu đề một la mã, hai la mã hay là một nhỏ, hai nhỏ. Rồi, cái phần tiếp theo chúng ta sẽ ghi nội dung của bài học, và cái phần nội dung bài học cô thông qua luôn. Như vậy là cô sẽ dạy online, do đó là cô sẽ quay video gửi lên cho các em. Như vậy các em sẽ ghi những cái phần nào? Các em sẽ ghi cho cô những cái phần mà có ký hiệu cái bàn tay cầm cây viết. Thì những cái phần đó các em sẽ ghi vào trong vở của mình và học cho cô để áp dụng làm bài tập ở nhà. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng những cái phần đó để chúng ta vận dụng kiến thức vào trong thực tế cuộc sống. Rồi, trước khi đi vào nội dung cụ thể của từng bài của cái môn khoa học tự nhiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số hình ảnh như sau để chúng ta làm quen với cái cuốn sách khoa học tự nhiên lớp 6. Hình đầu tiên. Cái hình này cho chúng ta biết là khởi động. Vậy khởi động đặt vấn đề gợi mở, tạo hứng thú vào bài mới. Vậy sau này các em nhìn vào cái hình này trong sách giáo khoa thì các em biết nó sẽ là cái phần đặt vấn đề gợi mở, tạo hứng thú học tập cho chúng ta. Rồi, hình tiếp theo, cái hình này là cho chúng ta biết là hình thành kiến thức mới. Cái hoạt động hình thành kiến thức mới này qua việc quan sát, hình ảnh, thí nghiệm hoặc trải nghiệm thực tế. Vậy các em sẽ quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa, quan sát thí nghiệm trong của giáo viên hoặc là thí nghiệm mô phỏng trong sách giáo khoa. Thí nghiệm trong sách giáo khoa để chúng ta là hình thành kiến thức. Rồi, hình tiếp theo là hình hoạt động nhóm, hay là người ta gọi là thảo luận để hình thành kiến thức mới. Rồi, cái hình tiếp theo nữa là tóm tắt kiến thức trọng tâm. Vậy sau khi chúng ta đã hình thành được cái kiến thức qua hình ảnh thí nghiệm rồi thì chúng ta sẽ tóm tắt lại cái phần kiến thức này. Và tóm tắt phần kiến thức này thì các em sẽ ghi nhận nó vào trong vở cho cô để chúng ta học áp dụng vào thực tế hay là áp dụng giải các bài tập trong sách bài tập. Rồi sau khi đã tóm tắt được kiến thức trọng tâm rồi thì chúng ta thấy một cái biểu tượng nữa, đó là luyện tập củng cố kiến thức rèn kỹ năng bài học. Rồi tiếp theo, cái biểu tượng tiếp theo là vận dụng kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Và cái hình cuối cùng đó là hình mở rộng giới thiệu kia thêm kiến thức và ứng dụng liên quan đến bài học, giúp các em tự học ở nhà. Vậy chúng ta đã làm quen với các ký hiệu rồi, thì khi mà chúng ta đi vào từng bài cụ thể thì chúng ta sẽ dễ nắm bắt thông tin của cái bài hơn. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em cái phần mở đầu qua bài số 1, đó là bài giới thiệu về khoa học tự nhiên. Vậy trong cái mục tiêu của bài này là chúng ta sẽ giải quyết được hai cái vấn đề. Đó là nêu được khái niệm khoa học tự nhiên, trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong thực tế cuộc sống. Vậy nêu được khái niệm khoa học tự nhiên, hay người ta cũng có thể nói một cách khác là khoa học tự nhiên là gì? Hay là khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào từng nội dung cụ thể. Như vậy chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất là vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Rồi các em quan sát cho cô 6 cái hình sau đây. Hình 1.1 thả diều, hình 1.2 lấy mẫu nước nghiên cứu, hình 1.3 gặt lúa, hình 1.4
rửa bát đĩa hình 1.5 hoạt động tập thể, và hình cuối cùng là làm thí nghiệm. Vậy quan sát cho cô từ hình 1.1 đến hình 1.6 hoàn thành phiếu học tập sao? Có hai nội dung chúng ta cần phải hoàn thành, đó là hoạt động trong cuộc sống. Hoạt động tiếp theo là hoạt động nghiên cứu khoa học. Vậy trong 6 hình này, hình nào nó nằm trong cái lĩnh vực là hoạt động trong cuộc sống? Hình nào nó nằm trong cái hoạt động nghiên cứu khoa học? Rồi các em hoàn thành vào cái phiếu học tập đó cho cô ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng hình nè. Trước khi phân tích từng hình thì chúng ta cô nói sơ qua cái hoạt động trong cuộc sống. Vậy cái hoạt động trong cuộc sống là cái hoạt động diễn ra hàng ngày quen thuộc. Các em thấy là trong cuộc sống của chúng ta là có một số hoạt động là nó thường xuyên diễn ra hàng ngày. Ví dụ như hoạt động gì nè, nhìn vào trong 6 hình này cho cô coi nè. Cái hoạt động đó là hình 1.4 là hình rửa bát đĩa. Ngày nào chúng ta cũng ăn cơm, chúng ta cũng có bát, có đĩa để chúng ta rửa. Vậy tương tự như vậy, rồi làm tiếp cho cô những trường hợp còn lại. Vậy hoạt động trong cuộc sống là hình rửa bát đĩa. Vậy ngoài cái hình rửa bát đĩa đó, chúng ta còn thấy là cái hình nào nữa nè. Hình 1.1 là thả diều. Tới mùa thì các bạn nhỏ là ra cánh đồng để thả diều. Đó cũng là hoạt động trong cuộc sống. Rồi cái hình 1.3 là hình gặt lúa. Thì tới mùa thu hoạch thì cái người về nông dân là ra đồng gặt lúa. Cái hình này cũng là hình hoạt động trong cuộc sống. Rồi chúng ta sinh hoạt tập thể. Ví dụ như Tết là có những cái tiết mục văn nghệ, những cái hoạt động tập thể. Vậy cái hình này cũng là hình hoạt động trong cuộc sống. Vậy còn hai hình còn lại là hình 1.2 và hình 1.6. Hình 1.2 lấy mẫu nước nghiên cứu. Vậy hình này chúng ta xếp nó vào là hoạt động nghiên cứu khoa học. Và hình cuối cùng là 1.6 là làm thí nghiệm. Vậy hoạt động trong cuộc sống có 4 hình và hoạt động nghiên cứu khoa học có 2 hình. Vậy qua cái phiếu học tập này, vậy một bạn cho cô biết là hoạt động nghiên cứu khoa học là gì nè. Vậy để chúng ta biết hoạt động nghiên cứu khoa học là gì, các em quan sát cho cô tiếp hai hình sau đây. Các em thấy hai hình này là người ta làm thí nghiệm. Vậy cái hoạt động của con người mà chủ động tìm tòi, khám phá tri thức khoa học, cái hoạt động này người ta còn gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu là cả một quá trình để tìm tòi, để khám phá. Như vậy, những người mà hoạt động nghiên cứu khoa học, người ta gọi đó là nhà khoa học. Rồi, như vậy, chúng ta muốn biết hoạt động nghiên cứu khoa học là gì, nhà khoa học là gì, thì các em sẽ ghi nhận cái phần này vào trong vở của các em cho cô ha. Cô nói lại, hoạt động của con người chủ động tìm tòi, khám phá tri thức khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học. Những người hoạt động nghiên cứu khoa học thì chúng ta gọi là nhà khoa học. Vậy từ cái phần lúc nãy đến giờ cô giảng thì một bạn có thể cho cô biết là khoa học tự nhiên là gì nè? Vậy khoa học tự nhiên là ngành khoa học. Nãy giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là cái ngành khoa học á. Rồi, hoặc là nhà khoa học đó, nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của con người và môi trường. Cô nói lại, khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của con người và môi trường. Rồi, như vậy các em sẽ ghi nhận cái phần này lại vào trong vở cho cô. Để các em học và các em biết khoa học tự nhiên là gì ha. Vậy khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong đời sống của chúng ta? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua phần 2 nhỏ. Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Như các em đã biết là trong cuộc sống thì khoa học tự nhiên nó thể hiện ở nhiều vai trò. Vậy những vai trò đó là những vai trò gì nè? Chúng ta quan sát 4 hình vẽ sau đây.
Nhìn vào bốn hình và cho cô biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình 1.7 đến 1.10. Rồi, hình 1.7 là cái hình là trồng dưa lưới, 1.8 thiết bị sản xuất ra dược phẩm, 1.9 sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện, 1.10 thạch nhũ tạo ra trong hang động. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra vai trò của khoa học tự nhiên trong từng hình cụ thể ha. Vậy cái hình đầu tiên là cái hình trồng dưa lưới. Có bạn nào thấy là cái mô hình trồng dưa lưới này chưa nè? Trồng dưa lưới này là người ta trồng thì ca canh trong nhà kính để làm chi nè? Để đạt năng suất hay là còn gọi là tăng năng suất và sản lượng. Và tăng năng suất và sản lượng thì chúng ta sẽ thu được gì nè? Thu được nhiều tiền. Vậy cái mô hình này có vai trò của khoa học tự nhiên đó là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống của chúng ta. Như vậy, con người biết ứng dụng cái công nghệ vào cuộc sống thì sẽ làm ra được là nhiều, nhiều cái sản lượng, nhiều cái nông sản hơn. Và chúng ta sẽ thu được là nhiều tiền hơn. Hình 1.8, thiết bị sản xuất ra dược phẩm. Như vậy, thiết bị sản xuất ra dược phẩm này dùng để là chăm sóc sức khỏe cho con người. Ví dụ như người ta sản xuất ra dược phẩm để là sản xuất ra thuốc để hoặc là vaccine để là chăm sóc sức khỏe cho con người. Như vậy cái hình này nó có vai trò trong thực tế cuộc sống của khoa học tự nhiên đó là nghiên cứu sản xuất ra dược phẩm để chăm sóc sức khỏe cho con người. Rồi, cái hình tiếp theo hình 1.9 sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện. Các em thấy cái hình này chưa nè? Như vậy ngày xưa người ta sản xuất điện thì người ta là xây các nhà máy thủy điện. Rồi bây giờ hiện đại hơn là con người có thể là sử dụng năng lượng của gió để sản xuất ra điện năng để cho con người sử dụng. Hoặc là sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để chế tạo ra là pin mặt trời. Hay là sử dụng năng lượng ánh sáng. Các em thấy là người ta sẽ chế tạo ra nhiều cái vật dụng trong gia đình của chúng ta. Ví dụ như là quạt điện nè, cũng sử dụng pin mặt trời nè. Có nghĩa là gắn tấm pin lên mái nhà của chúng ta. Và năng lượng ánh sáng chiếu vào tấm pin nó sẽ biến đổi thành điện năng và làm cho cái quạt đó là quạt hoặc là gì bóng đèn đèn năng lượng mặt trời. Như vậy là cũng sử dụng là pin, là biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Còn đây là người ta là sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện. Vậy trong những cái trường hợp mà nãy giờ cô nói là người ta sử dụng năng lượng gió hoặc năng lượng ánh sáng để là sản xuất ra điện năng nhằm có mục đích gì? Như vậy khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cái trường hợp này nè? Các em thấy là thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là năng lượng gió hoặc là năng lượng ánh sáng này thì nó sẽ bảo vệ được môi trường, và thứ ba là phát triển bền vững. Vậy hình 1.9 là nghiên cứu sử dụng năng lượng tự nhiên để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Và hình 1.10 là thạch nhũ tạo ra trong hang động. Vậy đây là người ta là nghiên cứu khoa học. Vậy từ hình 1.7, 1.8, 1.9 và 1.10, chúng ta sẽ biết vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Vậy khoa học tự nhiên trong cuộc sống có vai trò như thế nào nè? Thứ nhất là nghiên cứu khoa học ứng với hình 1.10. Thứ hai, chăm sóc sức khỏe cho con người, ứng với hình 1.8. Thứ ba, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất kinh doanh, ứng với hình 1.7. Và thứ tư là bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, ứng với hình 1.9. Vậy chúng ta đã biết vai trò của khoa học tự nhiên rồi, thì bây giờ một bạn sẽ kể tên cho cô một số hoạt động trong thực tế đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên. Rồi, quan sát bốn hình này cho cô. Vậy nhìn vào bốn hình thì chúng ta thấy được vai trò của khoa học tự nhiên ở đây là gì nè? Rồi phun nước tự động. Vai trò của khoa học tự nhiên là gì?
giúp người nông dân tiết kiệm được sức lao động. Còn gì nữa các em? Rồi, tiết kiệm được nước, tiết kiệm được điện. Vậy đó chính là vai trò của khoa học tự nhiên. Rồi, chế tạo ra vaccine. Vậy vai trò của khoa học tự nhiên đó là chế ra vaccine thì để là chữa bệnh cho con người hay là chăm sóc sức khỏe cho con người. À, thuốc trừ sâu sinh học là sẽ là trừ sâu và giúp cho cây là sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Rồi, bình nước nóng hay là người ta gọi là máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời thì đây là tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Vậy bốn cái hình này là chúng ta cũng thấy được là vai trò của khoa học tự nhiên. Vậy bây giờ chúng ta chốt lại là khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ghi nhận cái nội dung này vào trong vở cho cô ha. Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong, thứ nhất, hoạt động nghiên cứu khoa học. Thứ hai, nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. Thứ ba, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Thứ tư, chăm sóc sức khỏe con người. Thứ năm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Rồi, ghi nhận lại cho cô để học, để ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Chúng ta sang phần tiếp theo, luyện tập. Quan sát hình ảnh sau đây và cho biết hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên, vì sao? Rồi, tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi. Tìm hiểu vũ trụ, tìm kiếm thăm dò dầu khí ở vùng biển Việt Nam, tập thể dục, vận chuyển xăng dầu, lai tạo giống cây trồng mới. Rồi, ghi nhận 6 hình này lại cho cô. Rồi, đến khi kiểm tra bài cũ thì cô sẽ hỏi và các em sẽ giải đáp cho cô ha. Vận dụng hệ thống tưới rau tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên trong hoạt động đó. Rồi, cái hoạt động này là các em vận dụng, các em trả lời vào trong vở của các em cho cô. Rồi, khi mà kiểm tra bài cũ thì cô sẽ hỏi và các em sẽ trả lời cho cô cái phần vận dụng này. Cái phần này như lúc nãy cô đã nói là ở phần trên cô cũng đã giảng rồi, cái phần là phun nước tự động ha. Vậy là vai trò của khoa học tự nhiên là gì? Nãy cô đã nói rồi. Và các em tương tự vậy, các em sẽ trả lời vô cho cô. Rồi, để củng cố cái nội dung của cái bài học hôm nay. Thứ nhất, khoa học tự nhiên là gì? Thứ hai là vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Rồi, chúng ta sẽ hoàn thành cái bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất, hoạt động nào dưới đây là hoạt động nghiên cứu khoa học? A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính. B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm. C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát. D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện. Rồi, cái chỗ này cô bị lỗi là cô thiếu cái chữ Y. Các em lưu ý cho cô ha. Rồi, vậy người ta hỏi cái gì? Hoạt động nào dưới đây là hoạt động nghiên cứu khoa học? Vậy để trả lời được cái vấn đề này thì các em phải nhớ lại cho cô. Hoạt động nghiên cứu khoa học là gì? Vậy hoạt động nghiên cứu khoa học, hay chúng ta nói một cách khác, khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính. Hoặc về nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm. C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát. D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện. Vậy trong bốn cái câu này chúng ta thấy là cái câu mà nghiên cứu vaccine ở đây có nghĩa là nghiên cứu, ở đây là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm để là phòng ngừa bệnh cho con người, chăm sóc sức khỏe cho con người. Vậy cái hoạt động ở câu B là hoạt động nghiên cứu khoa học.
Rồi, vận dụng để giải quyết cái bài tập số 2 cho cô. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học? Nãy bài số 1 là hoạt động nghiên cứu khoa học, còn bài số 2 là không phải. Lưu ý cho cô cái chữ không phải này ha. Câu A, theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm. Câu B, làm thí nghiệm điều chế chất mới. Câu C, lấy mẫu đất để phân loại đất trồng. Câu D, sản xuất phân bón hóa học. Vậy theo dõi nuôi cấy mô là chúng ta đang nghiên cứu nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm. Vậy đây là hoạt động nghiên cứu khoa học. Rồi câu A dễ chọn không được. Câu B, làm thí nghiệm điều chế chất mới. Vậy là đang làm thí nghiệm để cho ra một cái chất mới. Vậy có nghĩa là người ta cũng đang nghiên cứu. Lấy mẫu đất để phân loại cây trồng. Lấy mẫu đất đem là nghiên cứu để phân loại đất trồng cây. Vậy cây trồng nào phù hợp với loại đất nào thì nó sẽ cho cái cây đó sinh trưởng và phát triển tốt để cho ra ra hoa kết trái nhiều. Thì do đó là lấy mẫu đất để phân loại, đây cũng là hoạt động nghiên cứu khoa học. Vậy cái câu cuối cùng, sản xuất phân bón. Sản xuất phân bón, vậy chúng ta thấy là cái hoạt động này không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. Này là đã có công thức sẵn rồi, người ta là chỉ dựa vào đó để người ta sản xuất. Vậy chúng ta thấy trong cái trường hợp này câu đúng đó là câu D. Rồi bài học của cô đến đây là kết thúc. Nhà cô nhắc lại nè, về nhà các em nhớ học bài. Nếu bạn nào mà chưa có ghi bài kịp trong quá trình cô giảng qua lần thứ nhất thì mở lại cái video lần thứ hai, thứ ba, thứ tư để xem lại để dễ hiểu hơn và có thể ghi bài. Và các em lưu ý nè, khi mà các em muốn ghi thì các em cho cái video nó dừng lại tại cái vị trí đó để chúng ta ghi cho nó dễ dàng hơn. Chứ nhiều lúc một like nó sẽ qua rồi các em ghi chưa kịp, rồi hai các em phải mở lại, nó rất là khó khăn cho các em. Do đó là các em lưu ý cho cô cái phần này ha. Và trong quá trình giảng dạy thì có cái phần gì mà sơ sức thì mong các em thông cảm. Tại vì cái phần này, cái phần quay clip này là cô chỉ mới quay lần đầu, cô chưa từng làm cái công việc này bao giờ, do đó là không tránh khỏi sơ sức. Vậy là có những vấn đề gì thì các em cứ là phản hồi trực tiếp với cô ha. Rồi chúc các em có một cái tiết học tốt. Cô xin chào các em.